Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Và trong video hôm nay thì chúng ta hãy quay một chút trở về quá khứ bằng cách là Cáo sẽ thực hiện một video phân tích về một công nghệ cực hot cách đây 3 năm, đó chính là NFC. Từng một thời được đánh giá là tương lai của ngành công nghệ di động. Tuy nhiên thì sau 3 năm phát triển, có lẽ như NFC đã không còn được quan tâm quá nhiều như trước. Đầu tiên thì mình sẽ nhắc lại một chút về NFC. Tên đầy đủ của nó sẽ là Near Field Communication và được dịch là chuẩn giao tiếp tầm gần. Khoảng cách để giao tiếp này hoạt động là từ 4 đến 10 cm. Và yêu cầu tối thiểu để hoạt động là hai thiết bị phải cùng được hỗ trợ chip NFC và cùng kích hoạt tính năng này. NFC có mặt trên đa dạng những chiếc smartphone chạy Android, Windows Phone, thậm chí là một số máy chạy Symbian của Nokia thì cũng được trang bị. Có một vài thông tin cũng nói rằng NFC thực chất là Bluetooth và nó chỉ là một cách thức để giúp cho việc kết nối Bluetooth diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên thì mình lại nghiêng về phía nhận định thứ hai nhiều hơn. NFC thực chất là một chuẩn kết nối riêng và nó cũng hoàn toàn khác biệt với Bluetooth và Wi-Fi. Nếu so sánh, NFC và Bluetooth vừa có điểm chung về chức năng nhưng cũng có những ưu điểm riêng. Ban đầu, NFC sẽ được đánh giá là có khả năng tiêu thụ điện năng ít hơn Bluetooth, vì thế thì nó sẽ tiết kiệm pin tốt hơn cho điện thoại. Đồng thời thì cũng như Cáo đã đề cập bên trên, NFC có khoảng cách kết nối ngắn, chỉ tầm 4 đến 10 cm. Vì thế thì việc ngắt kết nối cũng rất đơn giản bằng việc đẩy hai thiết bị ra xa nhau. Về tốc độ truyền tải dữ liệu trên lý thuyết, NFC sẽ chậm hơn Bluetooth, nhưng nhờ vào khả năng kích hoạt và kết nối thiết bị nhanh nên NFC vẫn được đánh giá cao về sự đơn giản trong cách sử dụng. Trong khá nhiều trường hợp trên điện thoại, khi bạn kích hoạt NFC thì Bluetooth cũng được kích hoạt theo. Trên thực tế thì đây là một tính năng nhằm đảm bảo cho quá trình truyền tải dữ liệu nội dung. Hai thiết bị sẽ được kết nối nhanh bởi NFC và nếu khoảng cách hai thiết bị bị đột ngột đẩy vượt khỏi tầm kết nối của NFC, nội dung thì vẫn sẽ được chuyển qua kết nối Bluetooth. Thực tế thì NFC và Bluetooth sẽ hoạt động dựa trên việc hỗ trợ nhau nhiều hơn là đối đầu cạnh tranh. Trong phần 2 của video thì mình sẽ nói về những tính năng nổi bật của NFC. Về chức năng trên NFC thì mình sẽ chia nó thành 3 nhóm chính, bao gồm chạm NFC để thanh toán, chạm để chia sẻ thông tin và cuối cùng sẽ là chạm để xác nhận chủ sở hữu. Có một sự khác biệt với 3 năm trước, tính năng của NFC ngày đó là một trong những yêu cầu bắt buộc nhằm đánh giá một thiết bị smartphone có thực sự cao cấp hay không. Sau gần 3 năm trôi qua, NFC đã không còn thực sự được tận dụng chức năng nhiều như trước. Tính năng chạm để thanh toán có lẽ là vẫn được sử dụng nhiều nhất. Google thì cũng ra mắt tính năng Google Wallet nhằm hỗ trợ biến chiếc điện thoại có chip NFC trở thành một chiếc ví di động, tiện lợi, gọn gàng và nhanh chóng. Người dùng thì cũng không còn phải mang theo cùng lúc quá nhiều các loại thẻ. Tất cả thì đều có thể thực hiện thanh toán qua điện thoại. Tuy nhiên thì chức năng chạm để thanh toán chỉ thực sự được sử dụng ở nhiều nước phát triển và vì một vài lý do khách quan nên hiện tại tại Việt Nam tính năng này chưa thực sự phổ biến. Chức năng tiếp theo của NFC chính là chạm để chia sẻ. Việc chia sẻ này có thể diễn ra giữa hai chiếc điện thoại có cùng chuẩn kết nối NFC. Nội dung chia sẻ thì cũng khá đa dạng, bao gồm danh bạ, đường link website cho đến ứng dụng. Không chỉ có vậy, thông qua một thẻ NFC hay còn gọi là NFC Tap, bên trong của nó là một vi mạch điện tử rất nhỏ, người dùng có thể chèn những lệnh đơn giản bên trong. Khi kích hoạt NFC và đưa lại gần, chiếc điện thoại sẽ nhanh chóng xác nhận và thực hiện lệnh. Bên cạnh đó thì cũng có khá nhiều thiết bị phụ kiện hỗ trợ NFC. Với thao tác nhanh chóng, chiếc smartphone chỉ cần một chạm là có thể kết nối thành công, không chỉ trên những phụ kiện như loa nghe nhạc. NFC thì cũng được trang bị trên cả laptop mà điển hình là đa dạng các sản phẩm thuộc dòng máy VAIO. Phần giải pháp mở rộng cho tính năng này chính là việc tích hợp vi mạch lên đa dạng các vật dụng như poster phim. Người xem thì chỉ cần sử dụng cổng NFC để kết nối là có thể xem các thông tin về quảng cáo, đánh giá phim, tìm hiểu nội dung. Hoặc tiếp đến là các nhà sản xuất có thể tích hợp trực tiếp mạch NFC nhằm hướng dẫn sử dụng lên sản phẩm. Bên cạnh đó thì người dùng cũng có thể tích hợp một con chip lên một tấm danh thiếp nhằm giới thiệu về bản thân, v.v. Tuy nhiên thì trên thực tế, việc sử dụng chip NFC trên quảng cáo có một chút hạn chế về nhiều mặt, có thể kể đến như việc rườm rà trong cách kết nối, thời gian tồn tại, chi phí bỏ ra, đồng thời thì sự cạnh tranh rất mạnh mẽ của QR code. Nếu có thể thì trong video tiếp theo mình sẽ nói nhiều hơn về loại mã vạch này. Tính năng cuối cùng sẽ là chạm để xác nhận chủ sở hữu. Với ổ khóa thông minh thì người dùng có thể mở cửa chỉ bằng một chạm kích hoạt NFC, mở khóa xe hơi với khả năng tương tự. Đây chính là sự chuẩn bị cho việc liên kết các nhóm vật dụng trong ngôi nhà thông minh, một tính năng đón đầu cho xu hướng nhà thông minh Smart Home trong tương lai. Tất nhiên là kiểu kết nối nào thì cũng tồn tại rủi ro. Một vài ý kiến thì cũng nghi ngờ rằng khả năng bảo mật của NFC chưa tốt. Bất cứ ai cũng thể liên kết trong phạm vi gần với điện thoại và gửi những tập tin chứa mã độc, hoặc đơn giản là mất điện thoại là sẽ mất tất cả. Và phương pháp được đưa ra đó chính là bạn hãy cài đặt những mã bảo mật với 4 chữ số. Nó sẽ giúp kiểm soát quyền truy cập cũng như giúp người dùng có đủ thời gian để thay đổi bảo mật quan trọng khi bị mất điện thoại. Nhìn chung thì cổng NFC mặc dù không còn được đánh giá là một tính năng cực hot trên điện thoại như cách đây 3 năm, tuy nhiên thì những ưu điểm trên NFC thì vẫn mang lại những giá trị nổi bật rất riêng. Nó giúp cho việc truyền tải đa dạng nội dung hơn giữa các thiết bị, đồng thời cách thức kết nối nhanh chóng đơn giản chỉ bằng một chạm. Bên cạnh đó thì cũng hỗ trợ thanh toán và hỗ trợ liên kết với ngôi nhà thông minh trong tương lai. Trong phần cuối của video thì mình sẽ nói một chút về chuẩn kết nối được phát triển nhằm tối ưu hơn từ NFC. Công nghệ này thì được phát triển bởi Toshiba, Sony và Olympus với tên gọi là Transferjet.
Chuẩn kết nối này thì được phát triển với mục đích nhằm chuyển hình ảnh không gian từ máy ảnh kỹ thuật số đến máy tính một cách nhanh chóng. Xét trên lý thuyết thì tốc độ truyền tải dữ liệu sẽ được tối ưu hơn khi so sánh với NFC, nhanh hơn Bluetooth và thậm chí lại tốt hơn cả Wi-Fi. Điểm hạn chế trên Transfer Jet là nó yêu cầu một thiết bị cần phải gắn thêm một cụm USB hỗ trợ truyền tải. Rất hãnh diện là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ Transfer Jet lại là chiếc Bifone do Việt Nam sản xuất. Tuy nhiên thì sự thành công của Bifone thì vẫn là một dấu chấm hỏi. Và đó là tất cả những nội dung chính trong video phân tích về NFC hôm nay. Có thể nói rằng NFC vẫn chưa thực sự vô dụng và nó sẽ ngày càng một phổ biến trong tương lai. Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi channel. Mình là Cáo, xin chào và hẹn gặp lại.